Tất cả các bạn nhé, sau đây mình sẽ quay cái clip của anh bên đội phòng cháy chữa cháy về liên quan đến sử dụng bình chữa cháy hay là có sử dụng đến các cái nguyên liệu. Và đây là cùng các doanh nghiệp Trương Mỹ. Cái bình ga đây nó là đám cháy điển hình. Thì hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu với các anh chị, chúng ta sẽ thực hành về cái cách dập tắt cái đám cháy. Điển hình nhất ở đây là bằng đám cháy khí ga. Thì với giới thiệu sơ qua cho các anh chị là cái đối với cái bình ga này. Bên công an phòng cháy chữa cháy này thì có nổ rồi không ạ? Như lúc nãy biết ở trong kia mình học lý thuyết. Đây Xuân Tuân quay những cái video tư liệu rất là ý nghĩa và mọi người lên hiểu biết về dòng sản phẩm phòng cháy chữa cháy này. Thì thường nó sẽ rất là khó nổ, tại vì thứ nhất là thép đúc, và trên cái bình ga, trên cái van ga nó đã có một cái van phản. Quay video để ra nào cũng là một vấn đề truyền thông để mọi người biết được về cái chữa cháy phòng cháy như nào, mà mình cũng có một cái gọi là chia sẻ những cái an toàn tới mọi người mà. Là chúng ta sẽ dập tắt hoàn toàn được đám cháy. Có cái tốt mà không biết chia sẻ tốt là một vấn đề sai lầm đấy. Ở đây là có một, chúng ta sẽ sử dụng các cái phương tiện chữa cháy ban đầu ở trong cơ sở, trong hộ gia đình nào thì cũng sẽ trang bị. Đó là cái bình chữa cháy F4. Thì để mà dập tắt một cái đám cháy thì cũng được hiệu quả. Để mà dập tắt được đám cháy hiệu quả thì chúng ta trước hết là về cái phương tiện của chúng ta là nó phải đảm bảo. Để làm sao mà khi mà vào chữa cháy thì cái bình có thể sử dụng được, đúng không ạ? Nhưng mà chữa cháy mà bình mà không sử dụng được thì vào lại còn gây nguy hiểm thêm cho chính mình. Thì cái cách kiểm tra và quản bảo dưỡng cái bình chữa cháy thì như sau ạ. Các có thể quan sát trên bình, cấu tạo của bình này có thân bình làm bằng thép, cụm van và loa phun. Thì chúng ta có kiểm tra, thứ nhất là kiểm tra quan sát bên ngoài đối với các cái bình cũ hỏng mà bị mục, tắt nó lâu rồi nó bị dỉ nó mục thì chúng ta nên là thay thế. Và thứ hai là kiểm tra để xem cái bình này, kiểm tra bình xem nó còn hoạt động tốt hay không, thì chúng ta sẽ quan sát ở trên cái đồng hồ này. Trên cụm van này nó sẽ có cái đồng hồ hiển thị kim chỉ vạch xanh, tức là bình đạt tiêu chuẩn. Kim chỉ vạch đỏ là hết khí, thì khi mà hết khí thì chúng ta sẽ phải đem đi bảo dưỡng sạc nạp lại. Thì cái thao tác sử dụng bình, thao tác sử dụng bình như sau ạ. Chúng ta sẽ bắt đầu, khi mà phát hiện ra đám cháy, cái bình này để chữa cháy là đối với những đám cháy mà mới bắt đầu xảy ra, đám cháy thời điểm ban đầu ấy, nó sẽ đạt hiệu quả. Cách sử dụng như sau, trước tiên là chúng ta xóc lắc, di chuyển đến gần đám cháy cách khoảng từ 4m đến 3m rưỡi, đặt xuống rút chốt ạ. Sau đó di chuyển cầm vào loa phun hướng lên đám cháy, xịt bóp dứt khoát. Các bác các anh các chị lưu ý giúp em là đối với cái bình này về cái chốt an toàn này thì chúng ta phải biết cách rút chúng ta sử dụng được, tránh cái trường hợp chúng ta có thể quan sát trên một số các cái clip trên mạng là có một cái anh lái xe máy, có một cái anh là xe máy của anh bị cháy ở trên đường, có một cái anh đang đi cái xe khách, trên xe nó có cái bình mà khi mà xuống rút chốt mãi không được, thế là quăng cả cái bình vào thì nó cũng không giải quyết được cái gì cả. Ở đây chúng ta lưu ý về cái rút chốt này, cấu tạo ở đây nó là cái mỏ vịt kẹp. Cái tay chúng ta khi rút chốt, một tay là cầm vào cổ bình, tay cầm vào cổ bình, và một tay rút chốt. Lưu ý là không đè lên cái mỏ vịt ở trên này, đè tay lên cái mỏ vịt ở trên này thì có cả cho hai anh thanh niên lôi ra có khi cũng không ra được. Thì sau đây em sẽ thực hành
sẽ thịt thử một lần. Còn đây ông mời lần lượt các bác chúng ta sẽ thực hành. Mọi người cùng Xuân Tuân trải nghiệm cái xịt phòng cháy chữa cháy luôn nhé. Đây là quy trình bắt đầu chữa cháy. Rồi, rất tuyệt. Tuấn Anh à? Xin chào Tuấn Anh nhé. Mình mà biết cái tốt mà mình không chia sẻ cái tốt là sai mà Tuấn Anh. Đúng không? Nên là mình phải lan tỏa cái tốt và cái an toàn tới mọi người. Thời buổi 4.0 mà mình không tận dụng 4.0. Bây giờ em đi đâu em thấy ra ngoài Hà Nội em thấy toàn đội mũ ra Xuân Tuân. À thế à, chết rồi, chết là... không hiểu, chắc là người ta mến Xuân Tuân thế nào người ta in vào thêm. Người Trung Mỹ ra bắt nhận biết luôn người Trung Mỹ rồi. Cảm ơn Tuấn Anh nhá. Trước ra Hà Đông và ra Thanh Xuân. Thấy mấy ông đội mũ ra Xuân Tuân. Rất là vui tính. Em tưởng là hai chị gái rất là mạnh mẽ. Hai chị em phụ nữ. Cảm ơn bạn đã đăng ký kênh, subscribe, nhấn chuông thông báo ủng hộ kênh Xuân Tuân Bếp và Gia Dụng. Cảm ơn bạn rất rất nhiều, cảm ơn bạn rất rất nhiều. Bạn hãy đăng ký kênh, subscribe, nhấn chuông thông báo ủng hộ kênh Bếp và Gia Dụng Xuân Tuân. Rất là tuyệt vời.